Xin chào quý khán giả của ship.vn. Hôm nay mời các bạn cùng chúng tôi mở hộp một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Berwick Constant. Đây là một thương hiệu rất là được thiết kế rất là đẹp, với những cái mẫu đồng hồ mang phong cách cổ điển vượt thời gian. Đây là cái đơn đặt hàng của một vị khách ghé văn phòng của ship, là ghé cửa hàng của ship để đặt hàng. Đây là cái thông tin của chúng tôi, bao gồm số điện thoại, website, email và Facebook fanpage. Thì khách hàng muốn đặt hàng thì có thể liên hệ cái thông tin trên đây. Thì còn địa chỉ cửa hàng là ở 119 đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Đây, sau đây chúng tôi sẽ thực hiện mở bóc. Đây là một mẫu đồng hồ được đặt từ một cái cửa hàng tại thành phố New York. Đây là cái tự nền NY là viết tắt của New York. Đây là quận Brooklyn, là cái quận đông dân nhất của thành phố New York. Thì New York là một cái gọi là siêu đô thị trên thế giới, một những đô thị lớn nhất trên thế giới. Thì cửa hàng này được đặt tại thành phố New York. Thì cái chung đây là New York, thì nó có cái trung tâm tài chính là Phố Wall, nó nắm giữ tới 40% lượng giao dịch tài chính trên thế giới. Đây, còn đây là cái thông tin check-in. Thì cửa hàng đó, cái kho đây là, còn cái kho đây là kho của ship là tại bang California, viết tắt CA là viết tắt của California, thuộc thành phố Garden Grove. Đó, thì cái cửa hàng này đã gửi tới kho ship bằng dịch vụ là FedEx. Đây là mã check-in của FedEx. Bên Mỹ nó gọi là mã check-in, còn ở Việt Nam mình gọi là mã vận đơn. Đây, chữ TRK là viết tắt của check-in. Thì các bạn có thể gõ cái mã này vào trong cái trang FedEx.com, là chúng ta sẽ kiểm tra được cái hành trình vận đơn của cái kiện hàng này, là nó đi trong nội địa Mỹ. Đó. Thì cái check-in này là có 12 chữ. Còn cái check-in của hãng UPS, là cái hãng USPS, thì nó dài hơn. Do cái hãng USPS là cái hãng bưu điện Mỹ, nó rất là lâu đời, nên check-in nó rất là dài hơn. Đây, sau đây chúng tôi sẽ thực hiện cắt siêu. Thì tất cả những thông tin mà tiến độ đặt hàng hay là thông tin check-in đều được thông báo cho khách hàng tự động qua email. Khách hàng không cần phải hỏi là chúng tôi đã về tới đâu rồi, thì vì tất cả đều được thông báo tự động qua email để khách hàng nắm được thông tin một cách nhanh nhất. Đây là mẫu FC, là nó thuộc dạng là phiên bản đặc biệt với một chiếc bốc rất là to. Thì chiếc bốc to này cho chúng ta biết là bên trong nó là một phiên bản đặc biệt, nó có một cái chiếc xe hơi bên trong nữa, một chiếc xe hơi mô hình. Thì những phiên bản thường thì nó không có chiếc xe hơi. Rồi riêng chúng ta đặt cái mẫu này thì đặt đúng nha, phiên bản đặc biệt. Thì chúng ta đặt thì chúng ta không biết được là phiên bản đặc biệt, phiên bản thường, rất là nó sẽ là một sự may mắn. Thì đây hôm nay chúng tôi đặt may mắn là trúng một cái phiên bản đặc biệt, nó có một chiếc xe hơi mô hình. Đây, một cái bốp, cái thùng này nó rất là to đó. Còn cái phiên bản thường thì cái chiếc bốc nó nhỏ thôi, còn cái phiên bản đặc biệt này thùng nó rất là to. Đây, chúng tôi sẽ mở cái thùng này ra đó. Bên trong là nó có một cái miếng đệm của hãng vận chuyển UPS. Đây là thẻ của cửa hàng này là có tên là yomashop.com. Đó, bên trong nó có một chiếc bốc rất là to. Các bạn, nó vướng cái máy quay á, nên chúng tôi sẽ tạm lấy nó ra, các bạn chờ tí. Đây, sau khi đã lấy ra khỏi máy quay thì nó không bị vướng. Đây, chúng ta sẽ quay lại, bật nắp lên. Đó, bên trong là một chiếc vỏ bóc màu trắng rất là to, một chiếc bóc rất to. Bên trái nó là một quyển sổ của FC. Tại vì thường người chơi Việt Nam thường hay gọi FC, là lấy hai từ viết tắt của Berwick Constant, là quyển sổ của FC. Sổ này thì nó rất là quen thuộc rồi, nó không có gì để nói thêm. Thì chúng tôi sẽ bỏ qua, bây giờ sẽ đi vào chiếc bốc trắng. Thì để tránh những cái mồ hôi tay chất bẩn nó bám lên bốc, thì chúng tôi sẽ thực hiện đeo bao tay vào. Các bạn chờ một chút. Rồi, xong rồi. Đây, tôi sẽ lấy cái chiếc này lên. Tại vì mồ hôi tay nó sẽ bám vào chiếc bốc này, nó làm bẩn đi chiếc bốc, cũ chiếc bốc. Đó, đây là chiếc bốc của chúng ta, rất là to, một chiếc FC.
kèm theo một chiếc xe mô hình. Đây là phiên bản đặc biệt. Đó. Đây. Các bạn chờ tí, để chúng nó vướng máy quay, nên tôi phải kéo ra ngoài để lấy chiếc bóp màu trắng. Các bạn chờ tí nha. Rồi, chiếc bóp này hay gì? Chiếc bóp này khá to. Đấy, chiếc bóp có chữ Hercules. Đây là một tên của một cái mẫu xe. Đây là tên thương hiệu Chris Constant. Logo là giống như một cái khiên với slogan là Live Your Passion, là sống theo 5B, sống bằng niềm đam mê. Đấy, đây là cái biểu tượng của chiếc Harley. Đó, nhìn xung quanh này, chiếc bóp cũng khá mỏng. Sau đây chúng tôi sẽ gỡ chiếc nắp này lên. Hơi cứng, bạn chờ tí. Có thể là đúng rồi. Đó, ok. Đây, nó ra được nhân vật chính của chúng ta. Đây là chiếc Ferris Constant với mã sản phẩm. Đây, trên thẻ tab này mã sản phẩm là FC303WGH5B4, được bao trong một cái miếng ni lông. Đây là chiếc xe mô hình. Đó, đây là mẫu xe Harley nè. Thì mẫu xe này là một trong những mẫu xe huyền thoại. Tại vì sao? Tại vì có một thời kỳ là mẫu xe này nè, nó gây ra một cái tai nạn làm cho rất là nhiều người chết. Đó, đây là một cái những khoảnh khắc rất là nổi tiếng. Ngày xưa những mẫu xe này rất là huyền thoại. Nó có một cái mẫu xe, nó có một cái mã hiệu của một cái chiếc xe mà nó chiếc xe đó nó đã gây ra một cái tai nạn đó, làm cho rất là nhiều người chết. Thì những cái xe đó được đấu giá là có thể lên tới hàng chục triệu đô, hàng trăm triệu đô. Nó mang những cái giá trị lịch sử. Thì những cái giá trị lịch sử thì nó sẽ không bao giờ bị thay đổi. Nó luôn luôn, những câu chuyện nó luôn luôn là như vậy. Đây, sau đây chúng tôi sẽ để chiếc này qua một bên. Sau đây mở ra cái bọc này, kiểm tra trước khi mà bàn giao cho khách. Đó, đây là chiếc Rolex Constant. Đây là mẫu đồng hồ có đường kính là 40mm với độ dày là 11mm. Thì độ dày cũng tương đối là dày. Một mẫu đồng hồ đồng cầu cơ độ dày trung bình nó là 10, thì ở đây là 11, thì nó dày hơn cái độ dày trung bình một chút. Đây là mẫu đồng hồ có khung vỏ là được mạ màu vàng hồng, mạ PVD. Đây là công nghệ mạ bằng y dông hóa, tức là mạ tĩnh điện á, không phải là sơn nó sẽ bị chóc, còn này là mạ bằng tĩnh điện, nó sẽ bám rất không bao giờ bị bay màu, trừ khi còn nó phụ thuộc vào cái thói quen sử dụng cá nhân của mỗi người nữa. Nếu mà chúng ta sử dụng trong những cái môi trường có nhiều hóa chất thì nó sẽ bị oxy hóa nhanh, nó sẽ xuống màu nhanh. Còn nếu chúng ta sử dụng cẩn thận á thì nó sẽ giữ được cái màu này rất là lâu. Chúng ta sử dụng 3 đến 4 năm nếu mà sử dụng cẩn thận kỹ thì nó vẫn mới. Tuy nhiên một số người mà mồ hôi mà nó có nồng độ axit mạnh á, một số người tùy một cơ địa của mỗi người, một số người có mồ hôi có nồng độ axit mạnh á, thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng oxy hóa trên bề mặt này nè, nó rất là mạnh, nó sẽ rất là dễ dẫn tới bay những cái lớp mạ này đó. Nên các bạn trước khi mua chúng ta phải kiểm tra xem mồ hôi của mình nó có nồng độ axit mạnh hay không, để ý những vấn đề đó để chúng ta mua những cái mẫu đồng hồ cho phù hợp. Nếu mà mồ hôi chúng ta nồng độ axit mạnh thì chúng ta nên mua những cái mẫu đồng hồ không có mạ, mẫu đồng hồ mà với khung mà bằng thép luôn, không mạ, thì nó sẽ an toàn nhất đó. Thì mẫu đồng hồ này có đường kính là 40mm thì nó sẽ đẹp nhất, là nó sẽ phù hợp với những bạn có cổ tay là tầm 16cm đến 17cm. 16cm là đẹp nhất. Đó. Ở đây là mẫu đồng hồ có lịch ngày, ngày nằm ở góc 3 giờ. Thiết kế rất là cổ điển. Ở vòng ngoài là vạch chia phút, là có đánh những
theo dạng chia vạch, riêng ở những cái góc mà 5, 10, 15 là được đánh số Arabic. Đó, ở vòng trong là nó có một cái vạch chia giờ là từ 1 đến 12. Riêng ở cái góc mà 6, 9, 12 thì sử dụng kiểu số Arabic. Còn những góc còn lại là dùng kiểu vạch thẳng. Vạch thẳng mà nó có một cái lớp dạ quang. Đó, các bạn thấy một cái lớp màu trắng. Một cái lớp dạ quang màu trắng. Cọc số thì được mã màu vàng hồng luôn. Đó, chúng ta di chuyển thì khi mà nó đúng với góc sáng thì chúng ta sẽ thấy những cái cọc số nó rất là lấp lánh, rất là đẹp. Chúng ta đi ngoài nắng hay là những trong những buổi tiệc sang trọng khi mà cổ tay của chúng ta chuyển động thì chúng ta sẽ thấy được những cái hiệu ứng lấp lánh của những cọc số rất đẹp. Thì thường thường đây là góc 12 giờ là góc đặc biệt, đây là góc bắt đầu của một ngày mới, nên FC thiết kế một cái cọc số khác biệt với những góc còn lại. Góc 6 giờ là cái thời gian chúng ta biết đây là khoảng khoảng thời gian nó chuyển giao từ buổi sáng sang buổi tối. Đó, 9 giờ là cái góc đối xứng với hai cái góc 6 và 12. Ở góc dưới góc 12 giờ là tên thương hiệu Greenwich Constant. Geneva là cho chúng ta biết đây là xuất xứ từ Thụy Sĩ. Ở dòng góc 6 giờ có dòng chữ Swissmatch cũng giống cho chúng ta biết đây là bộ đồng hồ xuất xứ từ Thụy Sĩ. Thì để được gắn dòng chữ Swissmatch thì mẫu đồng hồ theo đạo luật liên bang của chính phủ Thụy Sĩ quy định đó, thì mẫu đồng hồ này phải có ít nhất là 60% chi phí sản xuất là phải được thực hiện tại Thụy Sĩ. Đó, ở góc 6 giờ, trên góc 6 giờ là dòng chữ Harley. Đó, cái này là được thiết kế lấy cảm hứng từ những cái mẫu xe Harley. Là những mẫu xe Harley đây, đây mẫu xe của chúng ta nè. Mẫu xe này có những thiết kế như những đường cong rất là sexy, rất là quyến rũ. Mang một cái nét cổ điển vượt thời gian. Thì những cái nét cổ điển thường thường nó có những cái giá trị lịch sử vượt thời gian, nó sẽ không bao giờ bị lỗi thời. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần núm chỉnh. Núm chỉnh này thì thiết kế dạng bánh răng. Bánh răng này cũng tương đối khá là to. Đây là một mẫu đồng hồ thuộc phong cách cổ điển nhưng mà lấy cảm hứng từ những chiếc xe, nên những cái bánh răng to nó cho mang lại chúng ta nét khỏe khoắn, cứng cáp hơn. Một số đồng hồ, mẫu đồng hồ thì cái bánh răng ở đây làm rất là nhuyễn. Nhuyễn thì nhìn nó nhẹ nhàng hơn, nó lịch sự hơn. Đó. Đây, và ở mặt ngoài của nấm chỉnh là cái logo của Greenwich Constant. Rồi tới phần mặt sau. Mặt sau của mẫu đồng hồ này, đây chúng tôi sẽ thực hiện tạm thời tháo cái siêu này ra để chúng ta cảm nhận được rõ nét nhất. Đây, wow. Rất đẹp. Rất là trong suốt. Đây phần mặt sau. Để làm một mẫu đồng hồ là nó được sản xuất là giới hạn trên toàn cầu là chỉ 2.888 chiếc. Còn đây là số cái mẫu đồng hồ trên tay chúng ta là có số thứ tự là 0771, đây số 0771 trên 2.888 chiếc. Là Limited Edition Harley. Đây là tên thương hiệu Greenwich Constant. Với khả năng chống nước là 5 ATM thì theo tiêu chuẩn ISO 2281. Với khả năng chống nước 5 ATM thì chúng ta có thể dùng để đi bơi và đi lặn. Cũng có thể là dùng để đi câu cá giải trí, tuy nhiên chúng ta không thể dùng cho những hoạt động thể thao dưới nước. Ví dụ như là chèo thuyền hoặc lướt sóng giải trí. Đó, những hoạt động thể thao dưới nước yêu cầu khả năng chống nước lên tới 13. Đó, các bạn lưu ý những khả năng chống nước này để chúng ta sử dụng cho những cái sự kiện phù hợp. Đó. Còn mặt sau, một cái điểm rất là đặc biệt đó là được vẽ một cái, được khắc nổi một cái chiếc hình, một chiếc xe đang di chuyển trên đường. Bên đường là hai cây thông. Đó. Ở những cái mặt sau thì được khắc nổi như thế này thì nó mang lại những cái giá trị đặc biệt hơn. Mang lại một cái điểm nhấn hơn, đặc biệt hơn. Đó. Mặt sau thì cũng được mạ màu vàng hồng luôn. Rất là đẹp. Đó. Còn về phần dây, dây ở đây là sử dụng là dây da bò. Đó. Rolex Constant với độ rộng dây là số 20 là độ rộng dây. Logo là được đục sẵn là 246 lỗ. Đây là đường chỉ mai. Dây có tông màu là màu màu nâu đen. Màu nâu đen mà hơi ngả màu xám. Màu nâu xám. Đó. Cái đường chỉ dây. Còn đường chỉ mai là màu kem. Đó, còn phía trên cũng vậy. Phía trên ở đây là khóa, chúng ta sử dụng là khóa gài. Trên khóa thì có khắc
chìm và phun mờ một cái logo của Greenwich Constant. Đó, trên phần khóa trên đây thì có thêm một cái thẻ touch. Đó là tất cả những cái đặc điểm của mẫu đồng hồ này. Một đồng hồ cơ khí hay là mẫu đồng hồ được thiết kế bên trong là con máy cơ khí. Thì nó ở đây, ở mẫu đồng hồ này thì mặt sau nó không có trong suốt, thì nó dùng để khắc vẽ những cái hình, những cái mẫu xe này nên nó không thể nào trong suốt được. Thì những mẫu đồng hồ mà mặt sau nó bít như vậy thì khả năng chống nước của nó cao hơn. Đó, nếu mà chúng mẫu đồng hồ này mà nó được thiết kế và trong suốt thì khả năng chống nước của nó chỉ giảm giảm xuống tầm 30 thôi, là khoảng 3 ATM. Tuy nhiên do làm nó bít luôn á nên khả năng chống nước lên tới 5 ATM, rất là cao. Trên mặt số á, thì chúng ta nghĩ đó là mặt số màu trắng. Màu trắng thì thường thường đây là biểu tượng của sự hoàn hảo, của sự tinh khiết và mà là thánh thiện. Thường thường chúng ta thấy những thiên thần thì thường thường họ sẽ thường thường đa số là có một cái bộ đồ là thường thường là màu màu trắng. Màu trắng nó còn tượng trưng cho sự trung thực, nhất là trong lá cờ của Nhật Bản. Các bạn thấy cái nền của lá cờ Nhật Bản nó là màu trắng, màu trắng nó là biểu tượng cho sự trung thực. Còn màu vàng hồng ở đây là đây là một những cái màu thời thượng, những cái màu mới được được quảng bá sau này. Đây là màu vàng hồng này thì nó là nguyên lý của nó là màu màu vàng nhưng mà nó pha thêm một chút đồng vào đó nên nó ngã sang màu 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 vàng màu đồng. Một số trường hợp thì vào cái tỷ lệ pha đồng vô mà nó ra một cái, một số trường hợp nó pha đồng nhiều quá thì nó ra màu hồng luôn, một cái màu giống như gần giống như là màu hồng. Nên thường thường một số người gọi là màu vàng hồng hay một số người lại gọi là màu vàng đồng đó. Màu màu vàng hồng thì nó rất là thời trang đó, sang trọng hơn so với là mà nếu mà màu trắng của thép không gỉ. Đó, đây là tất cả những cái thông số mà Exip muốn chia sẻ với các bạn. Thì các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì vui lòng để lại bình luận bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.